Chào các bạn, hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn về một cái bo máy lạnh đơn giản các bạn ha. Tại sao nó đơn giản thì nó cũng nhìn nó thì cũng có hai khối điều khiển và khối động lực thôi các bạn ha. Giờ chúng ta sẽ thấy chúng ta sẽ phân tích sơ về cái vấn đề cái bo này một chút xíu ha các bạn ha. Trước tiên các bạn hãy nhìn vô cái bo này, chúng ta sẽ nhận định rằng cái bo này xài nguồn rất là đơn giản, đó là xài nguồn dùng biến áp đây các bạn. Ở đây thì mình hay gọi là tăng phô, đó là ở trong đây của mình quen gọi cái từ ngữ đơn giản vậy, nhưng mà các bạn ở miền Bắc thì nói là tăng phô các bạn không hiểu, nhưng mà nói biến áp thì các bạn lại hiểu. Rồi mình nói biến áp đi các bạn ha. Ok rồi, về vấn đề cảm biến thì nó có hai con cảm biến. Những cái bo này thì khi mà người ta đem lại bán cho bên trung tâm mình thì nó mất một con cảm biến. Nhưng mà cái vấn đề này, thí dụ như giả định rằng nếu các bạn học thuộc cảm biến ba na là 15 kg so với ống đồng và nhiệt độ phòng là 20 kg thì đó là các bạn học thuộc lòng. Toshiba thì các bạn học thuộc lòng, rồi Sanyo thì các bạn phải học thuộc lòng. Rồi nói chung là tất cả các cảm biến thì các bạn phải thuộc lòng hết. Nhưng nếu cái bo lạ như vậy, nếu người ta bán cho bạn cái một cái bo như vậy mà không có cảm biến thì làm sao mà bạn có thể là biết được con cảm biến này bao nhiêu ký? Cái đó mà là cái vấn đề quan trọng nhất của chúng ta cần mổ xẻ đó các bạn thấy không. Rõ ràng cái bo như vậy chỉ có một con cảm biến, nó sẽ thiếu con cảm biến, nếu chạy thì nó sẽ báo lỗi các bạn ha. Đó thì bây giờ làm sao các bạn xác định con giá trị cảm biến đó để các bạn có thể làm, để có thể mà các bạn đổ cái mạch này vô cho một cái ứng dụng khác. Ví dụ như ứng dụng vô, ví dụ bạn mua một bo này bạn có thể ứng dụng vô là đủ mát hoặc là đủ đông hay cái gì đó tùy cái mục đích của các bạn. Nhưng làm sao các bạn biết được giá trị cảm biến là bao nhiêu ký để các bạn cần thiết để các bạn làm cho cái mạch này đó. Cái đó thì bên trung tâm của mình thì sẽ có những cái phương pháp xác định cảm biến mà không cần phải học thuộc lòng và cũng không cần dùng con biến chở đi vặn để mà kiếm giá trị cảm biến làm gì. Thật ra chúng ta những cái bài học trong khóa máy lạnh mono, máy lạnh một chiều á, đã có dạy cho các bạn, trung tâm của mình đã có dạy cho các bạn sẽ xác định được giá trị cảm biến mà không cần dùng những cái phương pháp cổ điển là phải học thuộc lòng. Tại vì đa số các anh chị lớn tuổi đi làm bo máy làm sửa tủ lạnh đều loại lớn tuổi thì học thuộc lòng những giá trị cảm biến này thì vô cùng khó khăn. Cho nên vấn đề đó mình sẽ đưa các bạn tới một cái phương pháp xác định giá trị cảm biến mới mà không phải dùng cái phương pháp là một là dạng điện chở, hai là học thuộc lòng, để như một số trung tâm họ dạy các bạn, mình không dạy các bạn vậy. Mà làm sao đó mà trên cái bo mạch của chúng ta sẽ xác định giá trị cảm biến được, dù bất kỳ một cái bo mạch nào, dù cho lạ cũ mới hay gì, chúng ta đều xác định giá trị cảm biến. Đó là bên trung tâm của mình sẽ dạy cho các bạn như vậy. Đó là về khối giá trị cảm biến. Còn như cái quạt này thì chúng ta sẽ sử dụng là ba cái rơ le này sẽ điều khiển cho là ba cái tốc độ của số 1, số 2, số 3 của quạt nhận lạnh các bạn thấy không? Là cái loại này do nó cổ điển, nó đơn giản rồi, cho nên nó xài ba cái rơ le cho ba cái tốc độ quạt. Thì để điều khiển nó thì chúng ta có một con IC gọi là IC đệm. Và IC vi xử lý sẽ điều khiển IC đệm sẽ điều khiển ba rơ le. Vậy IC đệm này nó hoạt động cấu trúc như thế nào thì trong cái khóa học của mình nó cũng sẽ dạy cho các bạn là biết cấu trúc của IC đệm này, bên trong nó là những cái gì và nó sẽ hoạt động như thế nào. Thì bên trung tâm của mình sẽ giới thiệu cho các bạn rất là kỹ vấn đề này, để khi nào các bạn thể xác định được con này hư hay không hư, rồi lẽ hư hay không hư, chúng ta sẽ phân tích bên bệnh. Các bạn thấy rõ ràng mình này cũng đơn giản chứ không khó. Rồi chúng ta sẽ tiếp vấn đề vi xử lý. Đây là con vi xử lý các bạn. Vi xử lý này nếu mà cách thay thế của nó cũng vô cùng đơn giản, chúng ta sử dụng cái mỏ hàng công các bạn ha. Đây cái mỏ hàng của mình xài nó là công, thì các bạn chỉ cần nhúng như thế này thôi là nó sẽ có chì, chứ các bạn không phải dùng đá mài dao để các bạn mài để cho nó lên, cái đó là sai. Phương pháp mỏ hàng chúng ta rất kỵ, tại các bạn biết cái mỏ hàng khi mà mới các bạn mua là luôn luôn là nó có một cái chất bám chì nữa trên cái đầu cái mũi hàng của các bạn nha các bạn. Các bạn không, nếu các bạn mà vô tình làm cho cái lớp đó nó mất đi thì cái khả năng mà dính chì của nó rất là kém. Lúc đó các bạn cứ mỗi ngày các bạn phải mài cái đó rất là mất công các bạn. Còn bên mình thì không phải lo chuyện đó, chúng ta chỉ cần nhúng nhựa thông như vậy. Đây các bạn, đây chúng ta chỉ cần nhúng nhựa thông như vậy là chấm miếng chì, nó đã đặc tính của nó là dính chì nè, các bạn thấy rõ ràng không? Thấy không? Các bạn thấy rõ ràng chưa? Nó sẽ dính chì đây.
thấy không? Các bạn nên các bạn không phải phải mài mày. Thật ra cái phương pháp mà dạy các bạn mài mày mẫu hàng đó là sai. Bảo quản mẫu hàng như vậy là không được. Các bạn có thấy những cái chỗ mà sửa điện tử, thứ nhất cái mẫu hàng họ không bao giờ thẳng, họ luôn luôn cong. Tại vì vấn chính là cái mẫu hàng cong này nó có thể là hàng chì xuống mà lấy chì lên. Các bạn có thấy nếu mà như cái con IC này, đây các bạn, để coi mình coi có một số con IC, ví dụ như các bạn muốn lấy chì đây, thì các bạn muốn lấy chì đây, ở đây nó dính cục chì đúng không? Các bạn muốn lấy cục chì đây cũng vô cùng đơn giản, các bạn xem mình lấy cục chì đây nha các bạn nha. Cái mẫu hàng của chúng ta hiện là chưa có chì nè, không, chúng ta sẽ lấy nè. Các bạn thấy rõ ràng không? Thấy không? Mình hàng vô lại cho các bạn coi. Đúng chưa? Mình hàng vô lại các bạn coi. Thấy không? Bây giờ mình lấy chì ra nè. Các bạn thấy không? Chính cái mũi hàng cong này nó có thể là lấy chì ra hoặc hàng chì vô. Các bạn nhớ nha. Đây, nó cong, rất cong. Bây giờ mình thí dụ lấy chì ra một cái linh kiện khác. Ví dụ như đây, một cái điểm hàng rất nhỏ chúng ta lấy chì ra nè. Nè, lấy ra được chút chì nha các bạn. Các bạn thấy không? Rõ ràng. Nói chúng ta sẽ lấy chì gần hết luôn. Đó, chúng ta lấy chì hết cái chỗ này rồi các bạn. Thấy rõ ràng không? Này mình lấy lại lần nữa, thí dụ cái chân này đi. Mình thấy có chì đúng không? Mình sẽ lấy ra nè. Đó, các bạn thấy không, chì lấy gần hết nè. Cái bên đây của chúng ta là đã được lấy chì nè, thấy không? Và cái bên đây chúng ta lấy được mới chì ra nè, các bạn thấy không? Cho nên cái mẫu hàng cong nó có một cái đặc tính rất là quan trọng, các bạn thấy rõ ràng ha. Cho nên chúng ta, cái mẫu hàng của chúng ta cũng rất là quan trọng trong vấn đề đó. Giờ trở lại bài này thì vi xử lý đây, đây là con chương trình của nó, đây là dưới đây là thạch anh của nó. Đây là thêm một con IC điều khiển màn hình các bạn ha. Rồi, về vấn đề mà nguồn thì biến áp đây các bạn thấy không? Sơ cấp và thứ cấp chúng ta phân biệt. Nếu nó nằm bên gần những con diode như vậy là các bạn nhớ đó là bên phận thứ cấp, còn gần cái cầu chì để vô nguồn đó là sơ cấp. Mình nói kỹ như vậy để các bạn thông cảm, các bạn nào có rành nghề thì cũng thông cảm, để có một số bạn cũng tập chập chững vô nghề thì sẽ hiểu cái này. Các bạn rành nghề thì các bạn thông cảm, cũng phải nghe bước này giùm mình chút xíu ha. Thì nó sẽ qua cầu diode để nó ra được nguồn điện 12V nha các bạn. Đây là cầu diode và đây là tụ để nắn nguồn 12V, và qua sẽ qua IC gì 7812 để cấp cho nguồn chính, và nó sẽ xuống 5V để cấp cho thêm cho vi xử lý các bạn ha. Ok, đây là một cái mạch cũng tương đối đơn giản. Các bạn có thể nói thẳng ra cái bo này mình cũng mua dây chai, mua gọi là ở ngoài Bắc thì mua rồi đồng nát. Thì nếu có cái bo này, các bạn sẽ khống chế, các bạn sẽ độ vô những cái kho bạ, kho đông lạnh hay cái gì đó, độ chính xác không cần cao, thì chúng ta sẽ dùng cái mạch dây chai như thế này, chúng ta cũng đỡ tốn tiền mua. Ở đây là chúng ta có được những cái gọi là lạnh quạt hay lạnh gì, những cái chương trình. Còn đây là tốc độ điều khiển quạt, đây là hiện giờ, và đây là tăng giảm nhiệt độ, tăng giảm nhiệt độ. Đây là nút tắt các bạn ha. Còn nút auto thì ta tức là tự động khởi động lại, thì chúng ta có thể on off này các bạn ha. Cho nên cái mặt này cũng rất là tiện lợi nếu mà các bạn nào có sử dụng cho vấn đề mà kho bãi ha, những nhiệt độ mà nhà thuốc vậy, các bạn có thể gọi cho mình cũng chia lại cho các bạn cái mặt này. Nói chung hoạt động rất ổn định. Mà vấn đề mình sẽ thử nguồn cấp với các bạn ha. Đây chúng ta sẽ thử nguồn cấp điện, thử các bạn ha. Chúng ta mở đây, các bạn thấy không, quá đẹp. Có thể là tăng giảm nhiệt độ, đây tăng giảm tốc độ quạt ha, các bạn ha. Bây giờ chúng ta sẽ thử là điện 3 quạt ha, chúng ta sẽ cấp điện cho quạt xem như thế nào. Ok, một cái quạt, cái quạt thứ hai, và một cái quạt thứ ba. Và chúng ta sẽ thử tốc độ 3, tốc độ quạt 3, quá tốt các bạn ha. Cho nên nếu mà các bạn có thể là sử dụng trong vấn đề kho bãi, các bạn có thể tự để điều chỉnh tốc độ quạt
Đây là tín hiệu master mode để on nè các bạn. Rồi các bạn thấy rõ ràng cũng đơn giản, không đến nỗi phức tạp như chúng ta nghĩ các bạn ha. Đây là cũng đi ok chưa. Còn về cái vấn đề mà địa chỉ học bên mình thì mình cũng nhắc lại các bạn, đây các bạn ha, mình sẽ đưa lại cho các bạn cái địa chỉ các bạn xem. Đây nó hơi mờ tại vì có một cái này cứ quay tới quay lui hoài. Địa chỉ của mình là 861/61 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Website của mình là dạy sữa bo máy giặt lạnh, dạy sữa bo máy giặt .edu.vn, dạy sữa bo máy lạnh .edu.vn và sữa lo .com.vn, sữa lo .wordpress.com, sữa lcd.info và sữa chữa ăn da.com. Số điện thoại của mình là 0907716705. Số điện thoại bàn là 0862752664, mình tên là Tiến các bạn ha. Email của mình là longquoctien@gmail.com. Rồi ok các bạn, thì các bạn nên nhớ là khi mà đi học nghề, mình lưu ý các bạn trẻ bây giờ là cái vấn đề là lưu ý khi đi học nghề á, là các bạn phải phải tìm hiểu kỹ cái nơi mà dạy học cho các bạn. Thứ nhất là các bạn tránh cái tình trạng mà các bạn vô ghi danh các bạn đóng tiền liền. Nếu mà ghi danh đóng tiền liền thì nếu các bạn học không hiểu thì lúc đó là tự mình lãnh hậu quả chứ không ai lãnh hậu quả hết còn ha. Tại vì bên mình á thì nói thẳng là các bạn là cũng không hay ho gì, nhưng mà các bạn cứ vô học thử đi, mình thì sẽ dạy cho các bạn một buổi, mình sẽ trình bày các phương pháp dạy cho các bạn như vậy đó, xem các bạn có thể hiểu và có thể làm được không. Mình sẽ cho các bạn thực tập ngay trong cái buổi mà học thử đó để xem như thế nào. Các bạn sẽ phải là cầm mỏ hàn và sẽ cầm một hút chì giống như một người thợ để sửa những cái ban, để phân tích những cái ban bệnh đơn giản để cho các bạn biết là cái phương pháp mình dạy như vậy. Nếu các bạn mà cảm thấy ok, hiểu và đồng ý thì các bạn có thể là đóng phí cho mình để mình dạy các bạn cũng không muộn, chứ bên mình thì không có nhận phí liền các bạn ha. Ok đó. Thì hiện nay vẫn có một số trung tâm đối thủ cạnh tranh thì thường xuyên nói xấu lẫn nhau trong vấn đề dạy học, thì mình khuyên các bạn là cũng không nên tin những cái đó làm gì, cái đó là cái vô nghĩa. Những cái người như vậy thì không nên trong xã hội nữa, tại vì thật sự trong xã hội này cũng không cần những người như vậy các bạn. Các bạn nên nhớ rằng cứ làm ra một cái video, mình quay một cái video để giới thiệu các bạn những cái phương thức hoạt động của những cái này cái kia, thì họ lại là nhấn nút dislike hoặc là ra những cái nói xấu này kia để cho các bạn không theo dõi, làm cho mình mất đi một cái động lực để làm ra những cái video tiếp theo để hướng dẫn các bạn. Cái đó, những thành phần đó là không tốt, nên các bạn cũng không cần phải tin họ làm gì các bạn ha. Rồi các bạn khi mà bạn thợ mà có khó khăn gì trong vấn đề sửa chữa thì có thể là gọi cho mình để alo để tư vấn cho các bạn để các bạn sửa chữa. Tại vì mình luôn luôn mong muốn các bạn là ngày càng nâng cao tay nghề cho anh em thợ lên một bậc nữa là có thể là sửa chữa được cái bo. Mình không giấu giếm gì ngày các bạn, nếu các bạn học ở bên mình thì mình sẽ hướng dẫn các bạn sẽ sửa rất là dễ. Còn các bạn mà chưa có học bên mình thì sẽ rất là khó khăn trong vấn đề xác định ban bệnh. Tại vì khi mà các bạn học ở bên mình là các bạn đã học được nguyên lý của cái mạch rồi. Khi mình nói cái chỗ đó hư là các bạn tự hiểu được nguyên lý, các bạn sẽ phân tích được cái mạch. Mình học là học nguyên lý nha các bạn, chứ không phải học ban. Ví dụ như con trụ này hư, các bạn phải biết là tại sao nó hư và tại sao thay nó chạy, chứ không thể là cái trụ này hư mày thay đi chạy, mà mặc dù không biết con trụ này làm cái gì, cái đó là hỏng. Cái đó mình không chấp nhận có những cái phương án dạy vậy, mà dạy cho các bạn là phải biết rằng tại sao tới đây phải nó con trụ này làm cái gì, hư con trụ này sẽ xảy ra nguyên nhân như thế nào, để khi các bạn thay để các bạn sẽ hiểu được nó. Cái đó mà là cái quan trọng, chứ các bạn cứ học banh bệnh, thứ nhất là các bạn học banh bệnh sẽ rất là lâu, thời gian học các bạn lâu lắm, còn các bạn học nguyên lý thì thời gian rất là lẹ. Nhưng học nguyên lý có một cái nhược điểm là các bạn sẽ làm chập chững ban đầu nó sẽ lâu lắm, tại vì các bạn phải học phân tích từ từ. Nhưng khi mà các bạn đã hiểu được nguyên tắc và đã lần được những cái đường mạch, đường đi nước bước của nó, thì sau này các bạn sẽ sửa mạch rất là nhanh, mình có thể nói là nhanh là vô địch. Tại vì hiểu được nguyên lý và có được kinh nghiệm nữa thì các bạn không ai bì các bạn được hết các bạn ha. Ngay cả các bạn sửa bo cũng chưa chắc gì hiểu được lý thuyết nhiều, hoặc là chưa hiểu được cái nguyên lý nhiều đâu. Có một số chỗ các bạn sửa bo có con em sửa bo muốn học sửa bo thì đã gửi vô đây mình để dạy nguyên lý, đó là sự có thật chứ mình không nói dốc các bạn. Ngay cả một số cái trung tâm dạy nghề cũng đã cử một số người vô đây học, mình cũng không tiện nói tên, nhưng mà đã có người vô học để về mở liên kết để dạy học. Có nên mình đã biết, mình hiểu, nhưng mà mình xin giấu các bạn, mong các bạn đừng có gạch đá gì vô đây, đó là sự có thật của mình.
Còn nếu mà các bạn nào muốn biết cái tên cho người đó, số điện thoại người đó, thì các bạn nào gọi điện thoại cho mình sẽ cung cấp số điện thoại cho. Nó vấn đề đơn giản thôi, tại vì học vô chỗ mình là đều có ghi số điện thoại và ghi danh hết các bạn ha. Ok rồi, còn cái vấn đề mà sửa bo mạch này, nói chung chung khi mà chúng ta phân tích được bo mạch thì sửa nó cũng dễ chứ không có gì các bạn nghĩ. Đầu tiên nếu mà một cái bo bị mất nguồn thì các bạn phải làm gì, làm sao, và nếu mà nguồn có thì mà vẫn không lên nguồn thì chúng ta phải lần về những cái gì. Thì đó, trong cái vấn đề mà nguyên lý phân tích mạch thì bên mình đã có đầy đủ tất cả những cái đó hết cho các bạn. Để khi mà đụng một cái bo chúng ta sẽ làm như thế nào thế nào thế nào, thì chứ trong cái chương trình học của mình đã sẽ giới thiệu cho các bạn hết tất cả. Ở đây mình chỉ xin tóm tắt một số cái vấn đề như là nguồn điện chạy tới đâu, rồi đây làm chức năng gì, rồi đây này làm chức năng gì, mình chỉ giới thiệu các bạn vậy thôi, chứ học bên mình thì các bạn sẽ kỹ hơn rất nhiều nha các bạn ha. Rồi mùa nắng, đang trong mùa nắng thì chúc các bạn thành công trong cuộc sống, ráng kiếm nhiều tiền. Ok các bạn ha, chúc các bạn thành công.